Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả con game thứ ba. Con game thứ ba của chúng ta mang tên Mon. Jack và Sarah sống ở trong một nông trại, đúng không? From Everything ở một nông trại nằm ở khu vực nào đấy. Khi someone, mọi người thử dịch hộ tôi cái cốt truyện nó ra nào. Hôm nay không giải đâu nhá. Hôm nay chơi một phát một lèo hết cái con game kinh dị ấy luôn. Rách và râu, rách và râu. Hay là đây là rách 5M gì đấy. Cách biệt với tất cả mọi thứ đúng không? Ờ. Wow, nó rời xa cái cuộc sống thực tại để mà đến với cả một cái nông trại. Inside the box, Ian Ansin Amulet, Hu Orin Iano, the Amulet Head Taribe, Cua Xe Giờ. Rồi hết mạnh cốt truyện luôn. Một thằng để lại một cái hộp thần bí chỗ nhà bọn này và mọi thứ bắt đầu kỳ lạ. Ok, let's go. Con game mang tên Mon. Mon. Mon có nghĩa là gì hay là nó chỉ là một cái tên thôi? Hôm nay chúng ta sẽ chơi series game kinh dị. Thông thường thì lúc mới vào đầu game thì âm thanh nó nghe khá là dễ chịu. Nó đánh lừa người chơi đấy. Đây đều là những cái con game kinh dị khá là ngắn và cái mức độ dọa của nó thì ở tầm mức trung bình. Nên nó rất là hợp với tôi. Tôi sẽ cố gắng chơi hết 8 con game này. Rồi. Lần này chúng ta đến với cả một cái ngôi nhà nhìn trông nó có vẻ hiện đại hơn rất là nhiều. Đồ họa như này nhìn nó rõ nhá. Bố mày đéo lấy được súng các bạn ạ. Ngôi nhà này thì khá là khang trang và rộng rãi. Nó rất giống với cả cái ngôi nhà đầu tiên, tuy nhiên là nó rộng hơn. Những cái đồ vật để đây nó đều là mô hình thôi, đều không dùng được các bạn ạ. Lại một cái lò vi sóng và một cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh này nó xuất hiện 3 lần rồi đấy, trong cả 3 tựa game. Đèn này, game này thì tôi nghĩ là bật đèn hay không. Các bạn biết đây là đầu điện tử gì không? SNES đấy, đĩa mềm đấy. Đây là game 3/8. Điện tử đĩa mềm đấy, ngày xưa tôi cực kỳ thích chơi máy này luôn. Ồ, ông ấy chơi game ạ. SNES, máy này là máy SNES, còn máy NES là máy 4 nút. Máy NES là máy 4 nút, còn SNES là Super Nintendo ấy. Thì nó là máy này. Nó sử dụng cái đĩa hình vuông vuông ấy, không phải PS1. Cái băng hình vuông vuông này này. Nó chứ không phải là cái băng cắm. Ấu thơ của tôi đấy, chào Jack. Úi ôi, còn làm tóc xoăn nữa. Good morning, anh yêu. Anh có cần gì không? Cảm ơn. Không thấy tao đang chơi game mà tao cần ăn một chút. Ok anh yêu, em đi làm ngay cho anh đây. Hả? Ok, rồi mày tắt máy cho bố mày chơi với chứ. Mẹ mày chơi xấu tính đéo chịu được. Ủa? Mày đi đâu vậy? Anh ơi, anh có thấy vợ mình đang đứng ở đầu xe không? Gầm thấp nhờ. Gầm này mà đi ở đường Việt Nam thì thôi tôi nghĩ là mẹ mày hỏng hết gầm. Ok, anh yêu đi mua đồ ăn cho mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ ở trong cái khu vực này một mình. Mình sẽ kiểm tra xem. À, đây là phòng sông hơi các bạn ạ. Các bạn có thể ngồi đây này, xong rồi như kiểu ngồi đây cho nó nóng để mà giảm cân. Đây là một phòng sông hơi. Chúng ta sẽ đi quanh ngôi nhà xem, đây là một ngôi nhà khá là rộng. Vợ chồng tôi thì chuyển về đây lâu lâu rồi. Và quanh đây không có ai cả. Mỗi lần muốn ăn gì thì chồng tôi sẽ phải lái ô tô đi ra ngoài. I'm going feed the pig.
Tôi cần phải ăn một ít thịt lợn bởi vì là tôi thấy đói rồi. À ok, chúng ta sẽ đi vào trong bếp tự nấu nướng một chút. Thịt lợn thì đéo ai lại để ở trong thùng rác đúng không? À cho lợn ăn à? Ủa lợn, lợn ở đéo đâu? Chẳng lẽ lợn nuôi trên tầng 2? Không, đây là phòng ngủ các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi lục lọi một tí những căn phòng ở đây nhá. Bật đèn lên. Mình có phải giả tiền điện đéo đâu. Cứ bật sáng lên cho nó chắc các bạn ạ. Đây là phòng ngủ này. Đây là nhà vệ sinh này. Ui mẹ, tôi cứ tưởng nó bôi kết lên tường. Hóa ra là những cái dùng để treo. Những cái ngăn kéo này có thể mở được. Mà cái đấy. Ủa nhà mình có nuôi lợn à? Một cái nhà kho. Vừa nãy tôi chạy ra vườn làm đéo có con lợn nào mà lại cho lợn ăn nhở? Tâm sự của đớ mẹ rồi, tâm sự của đớ rồi. Cái con này nó bị ảo. Nó đói quá, nó ảo tưởng là nhà nuôi lợn. À đây đây, lợn đây, lợn đây các bạn ơi. Úi dồi ôi, vi béo này. Y hệt luôn. Đấy, giọng của vi béo đúng kiểu như này luôn các bạn ạ. Y hệt luôn. Vi béo đang hát đấy. Hả? Làm sao cho lợn ăn được? Ăn gì hả Vi ơi? Bắt quả tang Vi Béo đi du lịch với cả hai đứa bạn nhá. Rồi. À chắc là ra ngoài vườn hái rau cho nó. Thông thường thì lợn sẽ nhiều ăn thức ăn thừa. Chúng ta gọi là nhiều những cái thùng cám lợn ấy. Thì thức ăn thừa của chúng ta chắc là để ở trong phòng này đúng không? Đây rồi, đây rồi. Đây, cứt của mấy bố đây. À, đây là cứt ạ. À. Đây là số cứt. Cho Vi gón cứt rồi. Cứt đây, Vi ăn đi. Ôi, mỗi con một bãi luôn. Mỗi con một bãi luôn. Rồi, ăn đi nhá. Ui, sướng, sướng. Ok. Xong, xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ mình phải vào rửa tay thôi. Bẩn quá các bạn ạ. Vừa cầm xô cứt. Chiều hôm ấy em nói với anh rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. Chồng tôi đi mua đồ ăn từ sáng đến giờ mà chưa thấy anh trở về. Cũng đã khá là muộn rồi, không hiểu chồng đi đâu mà lâu thế. Kia rồi. Chồng ơi. Một người vợ đảm đang sẽ đón chồng mình khi mà chồng vừa đi xa về. Chồng ơi, mẹ mày, nó đâm đâm cả vợ luôn. Cũng 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 không thể trách được chồng tôi vì cái xe này nó khá là cũ rồi. Cái gương nhìn nó không còn rõ nữa. Nên cái việc mà chồng tôi có đẩy tôi như thế này nó là điều hoàn toàn bình thường thôi, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nào xuống xe đi anh yêu. Ý, anh mua gì đấy? Chồng tôi có cầm một cái túi màu đỏ các bạn ạ, cái túi to lắm. Chúng ta sẽ xem là chồng tôi mua mua những gì về cho hai vợ chồng ăn. Khiếp, anh đi lâu quá. Trời, anh ấy đi như này luôn cơ mà. Đi ngang như cua. Nhanh lên chồng ơi, em đói lắm rồi. Tại sao hôm nay anh lạnh lùng với em thế? Hay anh vào anh thấy cái con nhân viên bán hàng nó xinh hơn em? Đi ngủ thôi, muộn rồi. Anh à, em chưa ăn gì luôn á. Lợn thì ăn rồi nhưng mà em vẫn đói. Anh. Đờ rách. Đờ rách và mực nướng đấy. Các bạn thấy giống không? Đây là tái hiện lại cái câu chuyện của đờ rách và mực nướng đấy. Ok, để xem thằng đờ rách nó mua gì về nhá. Đờ rách, thằng này là đờ rách. Không thể mở được, không thể kiểm tra được cái túi này có cái gì. Ok, chúng ta sẽ lên nằm tâm sự với chồng đi.
đéo có ai đâu, cửa cứ mở toang hoang đi, chả vấn đề gì cả. Nhà thì giá trị nhất là cái bộ điện tử của chồng thôi. Anh không tắm luôn à, trời ơi. Vậy cũng ngủ được luôn á. Đằng nào anh không tắm thì em cũng không tắm. Ok, tôi cũng trèo lên giường ngủ với cả chồng mình luôn. Thời gian này là buổi đêm và đã đến sáng rồi. Gà vừa gáy ò ò. Chồng ơi dậy đi, sáng rồi. Em không trèo được lên giường nữa rồi. Chồng ơi dậy đi. Anh ấy vẫn ngủ rất say. Ok, chúng ta sẽ xuống nhà kiểm tra một chút. Mình sẽ chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Ngày hôm nay tôi sẽ nhập vai vào một người phụ nữ có người gõ cửa. Một chiếc hộp. Ai đã để nó ở đây vậy? Ai? Ok, tôi sẽ bê nó vào trong nhà và để lên bàn. Asin Amulet là một chiếc chìa khóa đặc biệt à? Cái túi ở đây không còn nữa. Hôm nay quên mua ô long rồi. Hôm nay uống tạm sờ tinh rồi. Sẽ to á. Sẽ to đéo gì hình như này. Nhọn hoắt như này. Ôi vừa lấy ơ với cả Jin tặng lâu đài à. Hai đứa chúng lâu đài à. Chồng ơi, có ai gửi cho mình một cái hộp ấy chồng ơi. Chồng ơi. Hả? Chồng đã rời khỏi giường rồi. Không có trong nhà tắm. Ủa? Chồng tôi đi đâu rồi nhở? Chồng ơi. Không thấy anh ý ở trên này. Là một người vợ hết lòng thương yêu chồng, tôi sẽ đi tìm chồng để mà hỏi về cái sự xuất hiện của chiếc hộp dưới nhà. Anh xuống đây lúc nào vậy? Chào em yêu. Cái bùa này trông nó thật là đẹp. Hình như nó được làm bằng vàng. Ủa anh ơi, làm bằng vàng thì phải là em đeo chứ. Họ để nó ở ngoài cửa. Em không biết nó là cái gì. Đó là một món quà. Và nó sẽ mang lại may mắn cho cuộc sống của tôi. Trông như kiểu con cừu mọc ngược ấy anh ạ. Hả, anh lại giấn em? Sao anh giấn em? Ôi anh ơi! Có gì thì anh nói với em đi, anh lại cầm súng thế, con mẹ về chết tôi rồi. À anh ấy đi săn. Không thể giết những cái con lợn trong nhà được. Ok anh yêu, chúc anh may mắn. Trời ơi, giật cả mình hả? Ok. Anh ơi, cầm súng này nó đéo đúng dáng cho lắm. Anh ấy đi vào rừng săn để mà giữ lại vi béo, không thịt vi béo. Ok, ở nhà tôi sẽ cho vi béo ăn như mọi khi thôi. Ok, thức ăn cho lợn đây rồi. Chồng tôi là một người rất là đặc biệt. Này, vi béo ăn đi. Mỗi mỗi con một mỗi mỗi con một miếng không tranh nhau nhá. Nhưng mà các bạn có thấy vi béo nhà tôi nuôi khôn không? Mặc dù thức ăn để ở trong túi nhá, mà biết mở túi ra ăn, thế mới tài chứ lại. À. Ok. Tôi nghĩ là đến lúc chúng ta phải thực hiện công việc của một người vợ là lau dọn dẹp nhà cửa để mà chờ chồng mình về rồi. Rửa bát, rửa bát. Tối muộn rồi các bạn ơi. Hả? Mẹ, rửa bát mà mất mẹ cả một ngày luôn à? Chồng đi lâu thế chưa thấy chồng về. Mưa to quá.
Lại tối rồi. Đéo hiểu sao đi mua đồ ăn về xong rồi. Xong rồi không ăn. Chồng về rồi. Em đã đón chồng này. Đi săn được con gì không chồng? Sao anh cứ lạnh lùng với em vậy? Em là vợ anh mà. Hả? Luôn là vậy. Các bạn nên nhớ rằng là chồng tôi có đeo một cái bùa hình con cừu trước ngực nhá. Và anh ấy nói rằng đây là bùa may mắn, không giết được một con động vật nào cả. Anh mệt quá. Anh đi ngủ đây. Để em dìu anh. Vợ chồng mình hôm nay làm tí không anh? Lâu rồi chúng ta chưa hoan hỉ. Em tắm rửa sạch sẽ rồi. Lạnh lùng vậy chồng? Anh không còn yêu em nữa à? Không thèm nhìn mặt vợ luôn cơ mà. Anh ấy rất là kỳ lạ từ sau khi đeo chiếc bùa này lên người. Có phải ở ngoài anh có người phụ nữ khác? Không trả lời mà anh ấy đi ngủ luôn. Ok, tôi cũng sẽ lên giường ngủ cùng anh ấy để xem đêm nay có chuyện gì xảy ra hay không. Lại có một cái âm thanh gì đấy các bạn ạ. Nửa đêm thì tự nhiên tôi thức giấc bởi vì là tôi buồn đái. Quay sang thì không thấy chồng mình đâu. Ủa anh yêu đi đâu rồi? Anh yêu đã đi đâu nhở? Một vết mốc xuất hiện ở trên tường. Chúng ta cần phải lấy ít nước để mà rửa nó. Có đúng không các bạn? Tôi dịch đúng không? Đừng bảo với em là anh chê em xong rồi anh đứng đây, anh đập lọ, bắn tung tóe lên tường chồng nhá. Ui! Ảo thuật à? Tự nhiên khi mà vừa mất điện cái thì nhân vật của tôi nó biến ra một cây nến luôn. Chồng ơi em sợ quá. Trên nhà xuất hiện rất là nhiều vết mốc các bạn ạ. À nó bị dột bởi 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 nước mưa. Chồng ơi anh đâu rồi? Honey, where did you go? Anh đã ở đâu? Em sợ quá. Hiếm có khi nào tôi lại vào vai một nhân vật nữ ở trong một trò chơi như thế này. Thực chất Sarah không phải nhân vật nữ đâu, nhân vật nam đấy các bạn ơi. Ui, các bạn có nhìn thấy bóng không? À không phải cái bóng mà chồng tôi vẽ bậy lên tường. Chồng tôi vẽ hình con cừu lên tường. Anh làm gì ở đấy thế? Dị nhờ. Thằng này nó đeo lá bùa lên xong nó bị điên hay sao ấy. Lại trời sáng rồi. I must be going crazy. Đêm hôm qua thật là điên rồ đúng không? Cái con nhân vật của mình nó đéo đi đái á. Làm nhà vệ sinh làm cảnh à. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đi xuống dưới nhà xem sao. Chồng của tôi thì vẫn đang ngủ. The power steam hasn't come back là cái gì? Cái gì đấy không quay trở lại à? Cái nhà này nó bị mốc meo khá là nhiều rồi các bạn ạ. Lại mất điện. Mẹ tôi đéo cầm được khẩu súng này. Mất điện thì làm sao mà chúng ta có thể mở lại được bây giờ khi mà chồng của tôi vẫn còn đang ngủ. Mất điện rồi. Chúng ta không thể bật sáng đèn lên được. Chúng ta không thể đi ra ngoài. Vậy là chúng ta chỉ ở trong căn nhà này mà thôi. Vậy thì làm thế nào để mà mở được cái nguồn điện nó sáng lên ta? Thôi xong rồi. Cảnh sát! Anh cảnh sát ơi cứu em với! Chồng em thay đổi kỳ lạ lắm. Úi dồi ôi, anh cảnh sát đẹp trai lắm. Police. Anh cảnh sát ơi. Xin chào bà mực.
Xin lỗi đã làm phiền bà, nhưng mà tôi nhận được một cuộc gọi và báo rằng ở đây có một kẻ giết người, giết một đứa bé vào mấy hôm trước. Xin chào anh cảnh sát. Cái chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không biết được, nhưng mà có một đứa bé bị bắn cho vãi cả cứt. Anh ấy dùng súng bắn chết nó. Hình như là có hiểu lầm gì đấy chứ, làm gì có chuyện là chồng tôi rất trẻ con. Có người đã báo lại và nhìn thấy anh ấy đã làm như vậy. Nếu you know anything, nếu mà cô phát hiện ra điều gì thì hãy gọi cho chúng tôi. Chúc một ngày tốt đẹp, cô Mực. Cảm ơn anh cảnh sát nhá. Thằng Drake. Anh cảnh sát ơi! Anh cảnh sát ơi, chồng em! Anh cảnh sát ơi, con mẹ! Thằng Drake nó lại bảo nó đi săn rồi. Ở nhà chờ nó nhé. Anh yêu, anh lại đi săn à? Anh đi xong anh đừng về luôn nhá. Có được không anh? Anh đi luôn đi. Zack lại tiếp tục làm tôi sợ rồi. Tôi lại phải cho lợn ăn thôi. Con mẹ. Tôi sợ hãi quá, tôi phải cho lợn ăn thôi. Zack đã khóa cửa phòng này. Và chúng ta lại cho lợn ăn. Rất có thể là xác người chính là những cái đồ ăn cho lợn này. Công an đánh đàn đấy. Vậy là Vi Béo ăn thịt người à? Tôi sẽ đi làm sạch những cái bức tường. Ok, nhiệm vụ của ngày hôm nay của chúng ta sẽ phải làm sạch những cái bức tường. Chúng ta sẽ phải cần một ít nước các bạn ạ. Cần một ít nước đúng không? À đây rồi. Trời ơi, một cái quần sinip. Quần sinip. Ok, rửa sạch tường. Mực nướng lấy quần sinip không mặc nữa, ra làm rẻ lau để mà lau những vết mốc trên tường. Thật ra thì quần áo bỏ đi chúng ta dùng vào việc này thì cũng đúng thôi. Phòng này không có gì mốc cả. Thôi không gọi là mực nướng nữa, gọi là lực lướng ấy. Lực lướng ấy. Bạch con đây là con bạch tuột. Con bạch tuột và đờ rách. Ok, tôi đã dọn xong rồi. Và chúng ta sẽ đi xuống dưới nhà xem có chuyện gì xảy ra không. Nhân vật của tôi thì cũng chưa được cái bữa gì vào mồm cả. Suốt thời gian dài rồi. Đây là con bạch tuột. Chùi xong mặc vào. Hôm nay đang mất điện mà các bạn. Chồng lại về rồi à? Anh có mệt không? Anh vẫn đeo con cừu trước mặt. Hả? Vẫn thói quen cũ các bạn ạ. Anh chỉ sẽ đóng cửa rồi đi xuyên qua. Tường lại mốc rồi. Em nhớ là em đã lau rồi cơ mà. Cất súng đi anh ơi. Anh đờ rách hình như không còn yêu thương mình nữa rồi. Anh ấy chả nói gì với mình. Anh ấy đi săn về xong rồi anh ấy lên thẳng phòng ngủ mẹ luôn. Lần này tôi chơi lớn, tôi đi ngủ trước. Đéo cho anh ngủ trước tôi. Đéo được các bạn ạ. Phận là một người vợ luôn luôn phải chờ người chồng của mình lên giường trước. Sau đấy chúng ta mới trèo lên giường. Hôm nay săn được gì không anh? Anh về anh lạnh lùng với em vậy? Anh không còn yêu em nữa à? Tôi nhìn thấy có sự việc gì đấy rất là kỳ lạ xảy ra. Một cái chìa khóa. Rất có thể đây là chìa khóa đựng thức ăn cho lợn. Chúng ta thử xem có gì ở dưới đấy không. I will find out now. Ok, chúng ta thử mở ra xem The Jack đã giấu gì ở dưới đấy.
Toàn xác người các bạn ơi. Ui dồi ôi, lộ cả lạc này. Oh my god. Jack đã giết người, con mẹ. Nhiều xác chết quá. Anh cảnh sát ơi, em đéo có điện thoại. Ui, tường ở nhà móc hết rồi. Cây súng không còn ở đây. Bỏ mẹ rồi. Điện thoại ở đâu nhở? Ui, móc hết cả cả dưới sàn này. Lợn ơi, lợn ơi. Thôi chết rồi các bạn ơi, con lợn nó biết được rằng đây là thịt người nó đéo ăn. Đéo được rồi. Ôi, cành nến của tôi nó bất tử không các bạn ơi. Đứng ở ngoài trời mưa mà nến đéo tắt này. Hỏng rồi, chúng ta sẽ phải lên nhà. Coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Lên giả lại. Giả lại chồng mình cái chìa khóa đúng không? Chồng mình đang nằm. Mình sẽ lên coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ mốc meo hết cả rồi. Ôi, con mẹ. Thằng đờ rách nó đi đâu rồi? Chồng ơi. Mực. Mực. Mực nó bảo là lên bóp mũi thằng chồng đi. Nhưng mà thằng chồng nó té mẹ rồi. Con bạch tuột kêu. Chít chít chít. Chít chít chít. Bạch tuột kêu. Chít chít chít. Chít chít chít. Ui, con mẹ sao mất đầu. Chồng như tượng ấy con mẹ. Chúng ta không tương tác gì được cả. Có khi nào chồng tôi dắp ném tôi lên đấy không? À, lên ô tô. Lên ô tô té. Đéo lên được ô tô. Giờ tôi phải làm gì đây hả các bạn? Vết mốc là hình ảnh chị vợ bao ngày chồng không đụng vào. Cái hộp này chúng ta vẫn chưa mở ra được các bạn ạ. Ui, nó mốc cả những bức tranh luôn á. Tôi nghĩ là nhân vật của chúng ta sắp bị làm lẩu bạch tuộc rồi. Chồng mình không hề có ở đây. Trong ngăn kéo chúng ta không khai thác được gì cả. Giờ tôi phải đi đâu bây giờ? Đây, đang đi tìm thằng chồng đây mà đéo hiểu nó trốn đâu ấy. Thằng đờ rách nó trốn đâu rồi? Không tìm thấy luôn, không thể tìm thấy nó luôn. Trốn đâu bây giờ? Nó cầm súng nó đi ra ngoài. À, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Đi ngủ nhờ. Chúng ta quên. Muộn rồi, đi ngủ thôi các bạn ơi. Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi. Không ngủ được. Bây giờ đang không biết là nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải làm gì. Ui, có một cái vệt mốc này. Chúng ta không có rẻ lau để mà lau những cái bức tường này. Thì bây giờ
Có khi nào chúng ta đi vào cái nhà kia xong chúng ta đóng cửa lại, chúng ta ở yên trong đấy không? Ui rồi ui, ruồi bâu các thứ luôn các bạn ơi, trông kinh quá. Đi đâu bây giờ, có ai biết không? Nó đi gội đầu rồi à? Bao giờ nó về? Có khi nào nó trèo lên cây không? Vớ vẩn, nó giết anh cảnh sát mẹ rồi ý. Nhưng mà nó đâu? Vấn đề là nó đâu mới được chứ. Mình phải làm gì tiếp theo? Điện đóm thì mất mẹ rồi. Mấy con lợn thì vẫn đang ở ngoài vườn. Chúng ta không tương tác gì được ở đây cả. Còn duy nhất cái thùng này thôi. Thùng này không tương tác được. Bỏ mẹ rồi, anh em nào biết không? Chỉ cho tôi với. Cứ chạy đi chạy lại như này suốt từ nãy rồi đấy. Theo tôi. Nó phải có một cái nhiệm vụ gì đấy cho mình ý nhở? Nhà có hai vợ chồng, tại sao lại có một cái phòng này? Mọi người có thắc mắc thế này không? Nhờ. Nhà chỉ có hai vợ chồng mà tại sao có một căn phòng thứ ba và có một cái giường đơn, và cái phòng này nó khá là rộng. Còn những phòng khác thì nó như kiểu nhà kho các thứ thì mình không nói rồi. Đây là cái chỗ ngồi để mà đọc sách thôi. Ủa bây giờ tôi phải đi đâu ta? Hay là phải gọi điện cho cảnh sát? Mà điện thoại ở đâu? Dành cho người bệnh á? À dùng để cách ly à? Từ từ nhá. Vừa nãy cảnh sát có bảo chúng tôi bảo bảo với tôi là nếu thấy chuyện gì thì hãy gọi điện ngay cho họ. Thì khả năng là bây giờ chúng ta sẽ phải tìm xem cái điện thoại ở đâu để mà chúng ta gọi cho cảnh sát. Nhưng mà tôi đi khắp cái nhà này rồi, không hề có điện thoại luôn á. Cái phòng chứa xác này cũng không còn gì để mà tương tác. Đi đến cuối tầng 2 có cầu thang đi lên á? Có à? Đây à? Nhưng mà làm sao chúng ta có thể... Đúng là như vậy rồi. Mở gác mái. Chồng ơi, con mẹ. Ui. Một tuần sau. Mình vào vai thằng cảnh sát. Cho hỏi chị Bạch Tuột với cả anh Đờ Rách có nhà không nhỉ? Ôi trời ơi, con mẹ còn 5 viên đạn, tôi chết tôi rồi. Bắn hết 5 viên đạn rồi, tôi đi ra ngoài lấy đạn ở đâu đây? Bỏ mẹ đéo ra được, tôi chết tôi rồi, con mẹ. Ngắm cái đéo gì nữa. Trời ơi, thế này phải mất hết cả 5 viên đạn rồi, cầm súng thế này lên nó bắn chết. Thôi rồi ơi, con mẹ. Tôi cứ tưởng bắn thoải mái, tôi chết tôi rồi. Đéo loát được. Lên chết. Lên nộp mạng thôi. Anh Đờ Rách ơi, phát đi này em đi nhầm cho em đi lại cái. Xin chào, có ai ở đây không? Ui ruồi bọ này các bạn ơi, cái ngôi nhà này như kiểu bị bỏ hoang từ lâu rồi ấy, mốc meo hết rồi.
Anh đưa rách ơi, giết em đi, bỏ mẹ rồi. Đéo còn một viên đạn nào luôn, vẫn phải vào trong cái tư thế này để mà dọa nó. Hả? Đờ rách bị mực bíu giết à? Mực bíu bảo là cứu tôi với. Tôi không thể di chuyển được à? Hãy giết tôi đi. Em đéo còn đạn để mà giết chị luôn đấy. Trời ơi, lấy đâu ra đạn bây giờ? Bỏ mẹ, lỗi game rồi các bạn ơi, lỗi game rồi. Sao nó đéo báo sớm là chỉ có 5 viên đạn, bây giờ ra xe không ra được. Rồi làm sao ấy? Con mẹ, bất mẹ game rồi. Rồi làm sao để load lại được ta? Mày cảm ơn Daddy đây nhá. Không ra được xe luôn ấy. Vào phòng ngủ phát cho qua ngày á? Đéo được, đây là nhà nó cơ mà. Từ từ, lại. Continue last game. Chơi lại từ đầu thì xa quá. Đây rồi. Ok, có ai ở trong căn nhà này không? Xin chào. Đây rồi, chúng ta sẽ lên luôn. Ok, thằng đờ rách đã chết. Chúng ta sẽ lên nhà để giết con bạch tuột này. Help me này, trời ơi, chỉ cần một viên thôi các bạn ơi. Chỉ cần một viên thôi là nó đã chết rồi. Vừa nãy mình kịp thời 4 ngày sau. Rồi đến 4 ngày sau. Các bạn hiểu cái vấn đề gì vừa xảy ra không? Anh cảnh sát lên đây bắn con bạch tuột. Con bạch tuột không chết, mà con bạch tuột nó vẫn còn sống. À, 4 ngày trước à? Tối thế nhở? Tối quá các bạn ạ. Ui! Nó ở trước mặt kìa. Bây giờ nhiệm vụ của mình là làm gì? Jack đã biến thành con quái vật rồi. Cần phải tiêu diệt hắn. Nó kia. Ui, con mẹ nó đuổi. Mày ra đây! Mẹ mày! Ha! Tí mẹ đéo hiểu bắn mấy phát rồi mới chết! Okay, lại nhá, hiểu rồi, hiểu rồi. Nó đi chưa? Nó đi rồi thì mình sẽ xuống này.
Thấy chưa? Các bạn ơi, tôi chứng minh cho các bạn biết rằng nhân vật của chúng ta là đàn ông. Nghe kỹ này, nghe kỹ này. Vặn to âm thanh lên này. Vặn to âm thanh lên này, nghe này. Nghe nhá. Mày hai phát. Mày đâu? Ông nào bỏ 5 phát đây? Vậy là Sarah đã tiêu diệt được chồng của anh ấy. Sau khi giết anh ấy, tự nhiên cơ thể cô ấy trở nên mốc meo. Cô ấy mặc một cái ngoại trang giống ở trong Liên Minh Huyền Thoại, Sarah mốc meo. Khi mà cảnh sát tìm thấy cô ấy, cô ấy không thể tự di chuyển được. Và chiếc lá bùa đã dính chặt vào người của cô ấy. Ze Ino Tun Ninh Bách. Bãi cứt. Thế mà bảo bắn 5 phát mới chết. Làm tôi sợ. Hai phát nó chết tươi mẹ rồi. Ba game. Và chúng ta đến với con game thứ tư. Net Go. Được đấy. Những cái con game này thì cái cốt truyện của nó rất là dễ hiểu. Vậy là cái lá bùa đấy nó đã làm cho cái thằng chồng nó bị như kiểu dạng bị ám ảnh tâm trí ấy.